Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình truyền hình về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Bộ đội Biên phòng tỉnh phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, ngoài phản ánh một số tin hoạt động quan trọng của Bộ đội Biên phòng tỉnh, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh những kết quả nổi bật của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong năm 2021. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. nhân chuyến công tác tại huyện tây giang đồng chí bùi quang huy bí thư thường trực trung ương đoàn và phó bí thư thường trực tỉnh ủy lê văn dũng đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng và các già làng người có uy tín trên địa bàn các xã biên giới của huyện tây giang sau khi nghe báo cáo của đồn biên phòng asan thay mặt đoàn phó bí thư thường trực tỉnh ủy lê văn dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ biên phòng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho đồng bào các địa phương qua đó tình quân dân biên giới luôn bền chặt Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian đến, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, đồng thời chăm lo cho nhân dân khu vực biên giới chuẩn bị đón một mùa xuân mới 2022 vui vẻ, đầm ấm. Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhiều xuất quà cho ba đồn biên phòng Asan, Gari, Anong, các già làng, người có uy tín trên địa bàn các xã biên giới huyện Tây Giang và hai con nuôi đồn biên phòng Asan. Chiều ngày 27 tháng 12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị phiên cuối năm để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, cấp ủy chỉ huy các cấp trong đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh đã đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tham mưu đề xuất với cấp trên và địa phương những chủ trương đối sách về công tác biên phòng sát thực hiệu quả, tổ chức kiểm soát, quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên biên giới, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả tích cực, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và phòng chống dịch COVID-19. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được trong năm 2021. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2022, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác biên phòng, tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng các mô hình giúp nhân dân khu vực biên giới vùng biển đảo phát triển kinh tế xã hội thoát nghề bền vững, qua đó tạo sự gắn kết giữa quân với dân, huy động tốt sức dân trong tham gia bảo vệ biên giới gắn với phòng chống dịch Covid-19. Dịp này, thừa ủy quyền của chính văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy cho Đại tá Hòa Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, năm 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực và trong nước cũng như dịch bệnh thiên tai có nhiều biến động phức tạp khó lường song lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng quân và dân tỉnh Quảng Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tham gia phát triển kinh tế xã hội trên hai tuyến biên giới biển đảo của tỉnh, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh. Nhân chương mục phát sóng số cuối năm 2021, mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại 10 kết quả nổi bật của bộ đội biên phòng tỉnh trong năm vừa qua. Năm 2021, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới bảo vệ an toàn hệ thống đường biên cột mốc và chủ quyền vùng biển đảo công tác kiểm soát tại các cửa khẩu đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lưu thông biên giới đáp ứng tốt yêu cầu mở cửa hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia năm qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình nội ngoài biên tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội hoạt động của địch và các loại đối tượng trên hai tuyến biên phòng tổ chức đấu tranh thành công nhiều chuyên án kế hoạch nghiệp vụ triệt phá nhiều ổ nhóm mua bán tàn trữ ma túy vật liệu nổ trái phép và khai thác khoáng sản thủy sản trái phép qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện xử lý 9 vụ trên 183 đối tượng vi phạm về trật tự an toàn xã hội, xử lý 34 vụ trên 96 đối tượng vào khu vực biên giới khai thác dược liệu trái phép, 7 vụ trên 20 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh. Song song với công tác quản lý bảo vệ biên giới, năm 2021, dịch bệnh bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, cùng với các lực lượng chức năng, bộ đội biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên hai tuyến biên phòng, duy trì thường xuyên 26 chốt cố định, 60 chốt lưu động, trên 300 cán bộ chiến sĩ thường trực tuần tra kiểm soát trên biên giới, vùng biển để ngăn chặn vượt biên trái phép chia sẻ những khó khăn với lực lượng cắm chốt, nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và bà con dân bản đã kịp thời đến động viên cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi các điểm chốt. Tình cảm, sự sẽ chia kịp thời đã thắt chặt tình quân dân thấm thiết và càng làm cho bức tường thép biên phòng trong phòng chống đại dịch COVID-19 ngày càng thêm vững chắc. Năm 2021, một sự kiện chính trị nổi bật quan trọng đó là chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh 19 tháng 5 năm 1961, 19 tháng 5 năm 2021. Từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thiết thực chào mừng Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ chiến sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam. Đó là nguồn động viên rất lớn để cán bộ chiến sĩ biên phòng Quảng Nam luôn vững chắc tay súng, đoàn kết quân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh. Năm qua, các đơn vị biên phòng đã tích cực triển khai và tổ chức hiệu quả các chương trình, các mô hình, việc làm giúp dân trên địa bàn biên phòng tạo nhiều dấu ấn đậm nét. Duy trì có hiệu quả chương trình nâng bước em tới trường, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, con nuôi đồn biên phòng. Hỗ trợ 60 em học sinh và 12 con nuôi đồn biên phòng, tổng số tiền hỗ trợ trên 200 triệu đồng. Tổ chức tốt chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản và Ngày hội Bánh Dân Xanh vào dịp Tết Tân Sửu 2021 vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch và nhân dân khu vực biên giới trị giá hơn 2 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần đưa kinh tế, văn hóa, xã hội, khu vực biên giới từng bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Năm qua, triển khai quyết định của tỉnh ủy về việc tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy địa phương các cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có 7 đồng chí tham gia, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả cán bộ tăng cường các xã biên giới, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy 14 xã biên giới của hai huyện Nam Giang và Tây Giang. Ngoài ra, các đơn vị biên phòng đã phân công 240 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, thôn, khối phố, 210 đảng viên phụ trách hơn 1.000 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trong năm qua, đã huy động trên 600 cán bộ chiến sĩ, 11 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tràn chống 62 ngôi nhà, di dời hơn 14.000 người, 145 phương tiện đến nơi an toàn. Những việc làm trên là biểu hiện cao đẹp của tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nhân dân, góp phần thắt chặt tình cảm quân dân thám thiết. trong xây dựng cơ bản đã có sự đầu tư lớn để cải tạo nâng cấp doanh trại doanh cụ từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở chính quy vững mạnh toàn diện các đồn biên phòng thực sự là điểm sáng văn hóa trên địa bàn biên giới biển đảo các đơn vị bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật tài chính phục vụ quản lý bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, đảm bảo tốt công tác vận tải xăng dầu, xe máy, cũng như bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, an toàn kỹ thuật tàu thuyền, phương tiện, đảm bảo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu. Trong công tác đối ngoại biên phòng, Đảng ủy Bộ Chủ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thường xuyên tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh làm tốt công tác đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tốt lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà ọc và hỗ trợ 400 triệu đồng giúp tỉnh xây công phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, Quân dân y xã San Lae và quân y các đơn vị tuyến núi khám điều trị và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt công dân Lào. qua đó đã góp phần tích cực vào việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, sự tin cậy lẫn nhau giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai bên biên giới. Với những kết quả nổi bật, năm 2021, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng toàn quân. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các bộ ngành trung ương địa phương khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia nhận thức rõ vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của sự nghiệp quản lý bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vượt qua mọi khó khăn thử thách đoàn kết một lòng xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao cho góp phần xây đắp tô thắm nên truyền thống anh hùng của quân đội, nhân dân, của lực lượng bộ đội biên phòng, truyền thống trung dũng kiên cường của quê hương Quảng Nam, cùng quân và dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chương một truyền hình về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo do Bộ Chủ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.